cùng đến với công viên nước. Dùng kem chống nắng và phao tay. Đây là những cách chúng ta làm khi vui chơi dưới trời nắng và bơi dưới nước. Con đây Charlie, con hãy nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Kìa bốn em bé nghịch nước rất vui, thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy rất khát rồi đi lên bờ. Hãy uống thật nhiều nước chanh nhé, Sophie. Hãy luôn uống đầy đủ nước. Bể bơi có ba em bé nghịch nước rất vui, thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy lạnh quá rồi đi lên bờ, còn hai em bé ngoan vẫn chơi vui này. Tuyệt lắm! Tắm nắng sẽ giúp cơ thể chúng ta ấm hơn, Mia. Đừng quên kem chống nắng nhé. Bể bơi có hai em bé nghịch nước rất vui, thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy buồn ngủ quá rồi đi lên bờ, còn một em bé ngoan vẫn chơi vui này. Hãy giữ im lặng cho Jacob. Còn một bé ngoan vẫn ở dưới nước chơi, cậu cảm thấy không vui nữa khóc to lên kìa. Nhìn thấy kem mát lạnh rất ngon và bé yêu đã nhanh đi lên bờ. Các con yêu, kem thật ngon phải không nào? Nhìn kìa bé John, đó là cảnh sát và lính cứu hỏa thật đấy. Khi lớn lên, con muốn trở thành gì nào? Xin chào mọi người. Chào bạn nhỏ. Chào người bạn nhỏ, bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ trật tự ở trên những con phố. Bé yêu có muốn giống như cảnh sát không nào? Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Lại đây với cô, bé John. Cô sẽ cho cháu xem những thứ thú vị nhé. Chào người bạn nhỏ, bạn có muốn biết người lính chữa cháy tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ mọi người khi có đám cháy. Bé yêu có muốn giống như lính chữa cháy không nào? Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Thấy chưa? Trở thành lính chữa cháy cháu sẽ rất là ngầu. À, bé John, cháu thấy bộ đồng phục của chú có đẹp không nào? Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Coi cùng bộ đàm và dùi cui nữa nhé. Có Chúa cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ lên đường tôi đi ngay. Chào nhiệm vụ. Bây giờ hãy xem đồng phục chữa cháy của cô nhé. Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết lính chữa cháy tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Coi đèn và dìu, bình oxy cùng bộ đàm. Có Chúa cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ lên đường tôi đi ngay. Cháu thấy thế nào, bé John? Bây giờ chú sẽ cho cháu xem điều này. Cháu sẽ rất thích đấy. Nhìn này bạn nhỏ, bạn có muốn biết? Hãy xem xét cảnh sát sẽ có những gì. Nào mình cùng nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên bé yêu xem này. Giờ cô sẽ cho cháu xem thứ khác tuyệt hơn nhé. Nhìn này bạn nhỏ, vòi phun nước đây cùng với chiếc thang ở trên xe bé yêu xem này. Nào mình cùng nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên đi chữa cháy nào. Khẩn cấp. Đi làm việc thôi. Xin lỗi nhé bé John, có nhiệm vụ khẩn cấp, cô chú phải đi đây. Tạm biệt. Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Vậy, con muốn trở thành ai nào? Con muốn làm cả hai. Ôi không, nhìn kìa con yêu, ô tô của ba bị thủng lốp rồi. Ba à, để con giúp ạ. Cùng sửa xe thôi nào. Ba à, để con giúp ạ. Mình sửa xe cùng với ba. Nhìn mặt hai người kìa. Ba à, để con giúp ạ. Cùng sửa xe ngay thôi nào. Ba à, để con giúp ạ. Vì con đã lớn hơn rồi. Ba ơi, con cũng muốn làm như ba, làm theo ba như thế này. Sửa xe xong rồi, chúng ta rất là tuyệt. Giờ thì rửa xe nào. Hãy rửa xe thôi. Ba dạy con phun nước nào. Con cũng rất muốn làm. Ba dạy con phun nước nào. Người anh hùng Vì con đã lớn hơn rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi giúp con nào. Ba là một người anh hùng, cảm ơn ba nhiều. Ba rất tốt bụng. Ồ, chúng ta vẫn chưa xong đâu con yêu. Hãy làm sạch bên trong xe nào. Ba à để con giúp nào. Con cũng muốn làm. Ba à để con giúp nào. Vì con đã lớn hơn rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi hãy xem này. Ba là một người anh hùng, con muốn giống như ba này. Wow, hai bà con đã làm việc rất chăm chỉ, trông như chiếc xe mới vậy. Mẹ sẽ có thưởng cho hai người. Một cái cho con, một cái cho anh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em yêu. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Trên sàn nhà rất trơn này anh. Ôi không, 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 lại ngã đau. Không sao đâu con à, hãy đứng lên, mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu chúng ta trượt ngã thì nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi? Lau khô sàn nhà. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Con muốn lấy gấu bông thật xinh. Ôi không không, con lại ngã đau. Khi muốn lấy thứ gì nên nói với ba mẹ, hãy nhớ nhé các con à. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi lấy đồ trên cao? Gọi mọi người giúp đỡ ạ. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Ôi không, em ngã rất là đau. Ô tô sao lại ở đây? Không sao đâu mà đừng khóc nhé con, mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi xong? Cất đồ chơi gọn gàng ạ. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Ồ không, con dao sắc nhọn ghê. Nhìn này con xem, tay mẹ rất đau. Không sao đâu mà mẹ ơi chớ lo. Ba ơi ba, hãy ba giúp mẹ. Nếu bị đứt tay thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không bị đứt tay? Không chạm vào những vật sắc nhọn ạ. Nào con xem này, màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Mẹ ơi, màu xanh lá hạt thích màu xanh lá. Nào con hãy tìm màu xanh lá, nước ép sẵn sàng ngay. Quả táo màu xanh lá. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu xanh dương. Thật thích màu xanh dương. Nào con hãy tìm màu xanh dương, nước ép sẵn sàng ngay. Quả Việt quất màu xanh dương. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Đỏ tươi màu con thích. Đỏ tươi màu con thích. Đỏ tươi con tìm đi nhé, nước ép sẵn sàng ngay. Quả dâu tây màu đỏ. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào ta xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Ba hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu vàng đây, màu ba thích. Màu vàng đây, màu ba thích. Vàng tươi ba tìm đi nhé, nước ép sẵn sàng ngay. Quả chuối này màu vàng. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào mẹ ơi xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Mẹ ơi hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu cam mẹ rất thích. Màu cam mẹ rất thích. Mẹ ơi hãy tìm màu cam nhé, nước ép sẵn sàng ngay. Quả cam này màu da cam. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nước ép trái cây